Hôm nay ngày 11 tháng 6, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thời tiết khô ráo, vài nơi nắng nóng oi bức, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực phía Bắc là 35 độ. Chiều tối và tối nay, dưới tác động của gió mùa Tây Nam nên khu vực tỉnh có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Dự báo thời tiết cụ thể các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh, đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày mai trời nắng, trưa, chiều có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh và sét. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu đêm nay có mưa rào và dông rải rác, ngày mai trời nắng, trưa chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, cao nhất 32 đến 34 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm 75 đến 80%. Huyện Côn Đảo đêm nay có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ, ngày có lúc mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, độ ẩm 75 đến 80%. Hải văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây, Tây Nam cấp 4, cấp 5. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày mai 12 tháng 6 năm 2024, mực nước cao nhất 352 cm vào lúc 7 giờ và mức thấp nhất 83 cm lúc 0 giờ. Chất lượng không khí toàn tỉnh hôm nay ghi nhận đều ở mức tốt với 3 khu vực đặc thù của tỉnh, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu. Chỉ số chất lượng không khí AQI đo được tại các trạm quan trắc tự động từ 6 giờ sáng đến 18 giờ, dao động từ 19 đến 40, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.